Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 219 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tê Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình dưới mỗi video để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn quý vị. Và mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói, Kỳ Linh giết Tuế Mộng cũng coi như là bình tĩnh. Thế nhưng quân số đạo quân trong toàn bộ dịch ba giới lại hoàn toàn sôi trào. Lấy một địch bốn, không ngờ lại thắng. Hai người hoảng sợ chạy thục mạng, hai người khác là Sửu Vương và Tuế Mộng giáo chủ lại bị chém giết. Lúc trước Cá Tức Vương chết đi cũng là do bị vây công mà chết, mà Kỳ Linh này cũng bị vây công. Thế nhưng trái lại còn đánh trả giết chết hai vị đạo quân đỉnh phong, quả thực là khác biệt so với Cá Tức Vương kia. Bác Minh đạo quân kiêm tu tâm lực, hình chiếu thế giới của hắn so với Tuế Mộng giáo chủ còn mạnh hơn. Bác Minh đạo quân am hiểu thứ sát độn thuật trong truyền thuyết đấy, tâm lực thần niệm đều không phát hiện ra được tung tích của hắn ta, lặng lẽ không một tiếng động có thể đến trước mặt người khác, quả thực là đáng sợ mà. Bác Minh đạo quân này cận chiến cũng rất mạnh, chỉ dựa vào cận chiến đã có thể lấy một địch bốn rồi. Các loại tin tức không ngừng truyền ra, vô số đạo quân không khỏi sợ hãi. Vô tận cương vực lại có một vị đạo quân đỉnh phong nhất, đáng sợ nhất sinh ra đời. Tâm lực của hắn khiến cho tất cả đạo quân đẳng cấp thứ hai, thậm chí rất nhiều đạo quân hơn nữa cảm thấy phải hoảng sợ. Mặc dù trốn chạy khỏi chết lợi hại thì sao đây? Nếu như không gánh được tâm lực của Kỳ Linh, như vậy cũng phải vứt bỏ tính mạng của mình ở lại nơi này. Thứ sát độn thuật của hắn khiến cho đạo quân đỉnh phong tìm cũng phải đập nhanh, mà cận chiến của hắn lại càng làm cho hắn không có chút khuyết điểm nào. Đây là một tồn tại đáng sợ, so với Quang Minh Vương, Hiểu Mộng đạo quân, Lê Tinh công chủ còn kinh khủng hơn, là một tồn tại khủng bố, đủ để đánh đồng với Tiểu Thánh. Nếu như không phải Tiểu Thánh có vũ trụ chi bảo, chỉ sợ địa vị cũng sẽ bị uy hiếp. Trong Đạo Minh Thiên Cung ở phía xa xôi, hiện tại trong dịch ma giới đã tụ tập cơ hồ tất cả đạo quân nghịch thiên đỉnh phong nhất trong thời đại này, cho nên đương nhiên cũng đã hấp dẫn ánh mắt khắp nơi nhìn tới. Ngay cả Đạo Minh trên Thiên Cung cũng chú ý tới nơi này. Ở chỗ sâu trong Đạo Minh Thiên Cung, trên một tòa thiên cầu, một lão giả áo đen có mái tóc đen và một dị tộc tóc vàng hói đầu đang ngồi ở đó uống rượu. Bên cạnh thì có một cái gương lơ lửng. Ở trên gương đang hiện ra tràng cảnh ở bên trong dịch ma giới. Trước đó Kỳ Linh lấy một địch bốn, thậm chí cuối cùng lại còn chấm dứt Tuế Mộng. Tất cả tình cảnh, cảnh tượng đều rất là rõ ràng. Hạc Vân lão ca, tiểu tử gọi là Bắc Minh này thật lợi hại, so với đồ đệ của ngươi còn lợi hại hơn. Tên dị tộc tóc vàng hói đầu tán dương nói một câu. Nếu luận cận chiến, có lẽ đồ đệ của ta sẽ tương đương với hắn. Tên gọi là Bắc Minh này ở các phương diện đều rất cân đối nhau, cũng rất hoàn mỹ. Đồ đệ của ta mượn thanh huyết nhận kia, cho nên có sẽ công kích đáng sợ hơn một chút. Lão giả áo đen có mái tóc đen mở miệng bình luận. Bất quá, chỉ có loại tồn tại càng hoàn mỹ, càng cân đối này thì mới có thể sống lâu được. Mà kiếm pháp của hắn căn bản không có chỗ thiếu hụt nào, bất luận một mặt nào đều rất là hoàn mỹ. Đúng vậy, tên dị tộc tóc vàng hói đầu gật đầu đồng ý. Vị Bắc Minh đạo quân này còn kiêm tu cả tâm lực, mà tâm lực lại rất mạnh. Lão giả áo đen có mái tóc dài màu đen gật đầu nói. Người này khiến cho ta phảng phất nhìn như thấy được Tiểu Thánh năm đó vậy. Năm đó Tiểu Thánh cũng là như vậy, bất quá hiện tại Tiểu Thánh đã nhận được một kiện vũ trụ chi bảo rồi. Không có vũ trụ chi bảo, hai người bọn họ ai yếu ai mạnh còn khó nói, phải đánh qua một lần thì mới biết được. Dị tộc tóc vàng hói đầu thanh âm khàn khàn nói. Đã có một kiện vũ trụ chi bảo kia, như vậy Tiểu Thánh chính là người đứng đầu, không cần phải tranh luận. Đáng tiếc Đường Đường là người đứng đầu các đạo quân, lại là đạo quân của Hắc Ám Quốc Độ. Lão giả áo đen có mái tóc dài màu đen khẽ lắc đầu nói. Tuy rằng Bắc Minh này cũng vào Mang Nhai Quốc, thế nhưng lại vừa vặn là một thành viên của Đạo Minh chúng ta. Đạo Minh rất rộng rãi, gia nhập Mang Nhai Quốc, thậm chí ngay cả gia nhập cổ tu hành giả nhất tộc bọn hắn cũng không quá để ý. Thế nhưng nếu như gia nhập Hắc Ám Quốc Độ như là Vĩnh Hằng Quốc Độ thì lại không được, đó chính là tử địch. Như vậy bạc xếp hạng phải sắp xếp lại một lần rồi. Dị tộc tóc vàng hói đầu lấy ra một cuốn sách màu vàng lại nói. Số lần sửa gần đây so với trăm ngàn hỗn độn kỷ nguyên trong quá khứ cũng nhiều hơn rất nhiều. Vừa nói hắn lại vừa mở kim thư ra. Bên trên kim thư có một đám tên tuổi,
Sau khi hắn rót pháp lực vào, những cái tên bên trên lập tức biến ảo, vừa biến ảo đồng thời các thuộc hạ khác trong Đạo Minh Thiên Cung cũng lập tức biết được tin tức, lại nhanh chóng truyền bá tin tức ra bên ngoài. Bên trong Vô Tận Cương Vực, đạo quân thứ nhất Tiểu Thánh, đạo quân thứ hai Bắc Minh đạo quân, đạo quân thứ ba Lê Tinh Công Chủ, đạo quân thứ tư Hiểu Mộng đạo quân, đạo quân thứ năm Quang Minh Vương, đạo quân thứ sáu Thiên Phủ đạo quân, đạo quân thứ bảy Duyên Hổ đạo quân, đạo quân thứ tám Trần Vũ Ma quân, đạo quân thứ chín Tinh Vương, đạo quân thứ mười Hành Vân Công Chủ, thứ 11 Hử Nhai Vương, thập nhệ thứ 12 Ngũ Vương, đạo quân thứ 13 Tư Gia đạo quân. Bài danh giữa các đạo quân thay đổi, nhanh chóng chuyển ra khắp cương vực vô tận. Ở bên trên một khỏa hỗn độn tinh thần lạnh lẽo như băng, bên trên khỏa tinh thần này chỉ có băng cứng rắn giống như trăm ngàn năm không thay đổi, cùng với gió lạnh như đao phong sắc bén. Hai đạo thân ảnh ngồi đối diện với nhau, một đạo thân ảnh chính là một lão giả mặc áo bào màu trắng như tuyết, có 6 cọng râu bạc, chính là chúa tể của Mang Nhai Quốc. Ngồi đối diện với hắn là một thanh niên có một sừng, mặc trường bào màu lam, trên trán tên thanh niên có một sừng này còn có chút lân phiến. Hai con người của hắn giống như tinh không mênh mông vô tận, lại mang theo vẻ bình thản. Mang Nhai, đạo quân nghịch thiên ở trong vực giới của các ngươi quả thực có không ít à? Thanh niên một sừng kia mỉm cười bình luận. Người gọi là tiểu thánh kia kiêm tu tâm lực thì cũng thôi đi, không ngờ lại có thể có được một kiện vũ trụ chi bảo, mà cái người gọi là Bắc Minh này cũng chỉ vẹn vẹn thiếu một kiện vũ trụ chi bảo mà thôi, nếu không hắn ta sẽ không thua kém gì tên tiểu thánh kia đâu. Chú tể Mang Nhai Quốc nở nụ cười nói, Lam Hạo à, người có biết Bắc Minh này mới tu hành được bao lâu hay không? Sao tu hành ư? Thanh niên có một sừng sững sờ. Bài danh công khai kia ngay cả một ít tuyệt chiêu am hiểu cũng không công khai, càng không có khả năng công khai tới chuyện thời gian tu hành một cách kỹ càng. Còn chưa được một hỗn độn kỷ nguyên đâu, Mang Nhai Quốc chúa tể nói. Nói cho chính xác là chưa đủ một ước năm. Cái gì? Thanh niên có một sừng kia giật mình nói. Làm sao có thể như vậy? Ta ở trong hắc ám vô tận phiêu bạt đã đi qua rất nhiều nơi, như một ít dị vũ trụ ta cũng biết không ít rồi. Thế nhưng nếu muốn tu hành tới tứ bộ đạo quân, mà lại là tứ bộ đạo quân nghịch thiên như vậy, nhất định phải có thời gian tu hành rất dài. Sinh tử đạo quân nhất bộ, nhị bộ, tam bộ, tứ bộ, bộ sau còn có hơn bộ trước rất nhiều. Đặc biệt là từ tam bộ tới tứ bộ cũng cần thời gian cực lâu, làm sao có thể chưa đủ một ức năm được. Đây chính là sự thật, hơn nữa hắn chính là người của Mang Nhai Quốc ta. Mang Nhai Quốc chúa tể lại càng thêm đắc ý nói. Sao, như thế nào, có lợi hại không? Chà chà, sao lại ngắn như vậy được chứ? Thanh niên có một sừng khẽ nói. Có lẽ hắn ta có kỳ ngộ đặc thù nào đó, tiến vào trong khu vực nào đó có tốc độ chảy của thời gian cực nhanh. Nhìn như chưa đủ một ức năm, thế nhưng trên thực tế thời gian tu hành đã trên vạn, thậm chí còn dài hơn nữa. Có lẽ là như vậy, Mang Nhai Quốc chúa tể cười nói. Dù là như vậy vẫn rất ngắn như trước thôi. Hắc ám vô tận ẩn chứa vô số khả năng, ngay cả tầng thứ như chúa tể cũng cần phải chậm rãi phiêu bạt, phải đi tới những chỗ khác để lịch lãm khám phá, mà ở dọc đường cũng sẽ gặp được một ít hiểm cảnh kỳ lạ. Như tu hành bình thường đều phải duy trì tốc độ thời gian gấp trăm lần bình thường, thế nhưng trong hắc ám vô tận cũng có một ít hiểm cảnh được thay nghén ra. Những hiểm cảnh này có được gia tốc thời gian gấp vạn lần, thậm chí còn có thể nhanh hơn nữa, mà những thứ này đương nhiên là do ma lực thay nghén ra. Kỳ thật toàn bộ cương vực vô tận cũng không biết được. Hiện tại Kỷ Linh chẳng qua chỉ là tam bộ đạo quân mà thôi. Từ nhất bộ đến tam bộ tu hành nhanh như vậy, lại có ly hợp thạch phủ hương lô tương trợ thì cũng chỉ là tương đối bình thường mà thôi. Đi tới chỗ của ngươi, không ngờ lại phát hiện ra đạo quân yêu nghiệt như vậy. Như vậy cũng coi như có thêm kiến thức rồi. Thanh niên có một sừng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn đã từng gặp được rất nhiều chuyện rất là rung động lòng người. Bất quá những đạo quân nghịch thiên này muốn hợp đạo cũng rất khó khăn. Thế nhưng yêu nghiệt như vậy, một khi hợp đạo thành công, đó chính là đẳng cấp giống như ta và ngươi. Đúng vậy, Mang Nhai Quốc chúa tể cũng gật đầu. Tầng thứ như bọn hắn ở trong hắc ám vô tận cũng là đại năng đứng ở trên đỉnh phong chính thức. Đạo quân nghịch thiên muốn đạt được tới loại đẳng cấp này quả thực quá khó khăn. Lần này trong dịch ba giới có động minh ngọc phổ xuất thế, là làm cho ta cảm ứng được từ trong tối tăm, cho nên mới từ trong giấc ngủ say tỉnh lại như vậy. Thanh niên có một sừng nói. Ta thấy dịch ba giới này tuyệt đối không phải đơn giản như mặt ngoài.
Ta cũng đã mơ hồ, có chút cảm ứng mơ hồ. Mang ngay quốc chúa tể cũng cau mày nói, cũng không biết rốt cuộc tên dịch ba kia đang chuẩn bị làm cái gì. Dịch ba, suy diễn nhất đạo của hắn đã đạt tới thành tựu như vậy. Người mời hắn giúp rất nhiều, cho nên một ít bí mật mà hắn khống chế, chỉ sợ so với chúng ta còn nhiều hơn nữa. Thanh niên có một sừng nói, cứ xem thêm một chút nữa đi, nhìn xem dịch ba giới này rốt cuộc có bí mật gì mà khiến cho ta sinh ra cảm ứng như vậy. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, ta cũng sẽ rời đi. Sao, thương thế của ngươi tốt rồi sao? Mang Nhật Quốc chúa tể nói, cũng không sai biệt lắm. Thanh niên có một sừng cười nói, ta ở trong vực giới của các ngươi ngủ say lâu như vậy, nếu như tỉnh lại thì cũng nên rời đi à. Đáng tiếc trước đó ta thiếu hụt chút nữa đã có thể khống chế được tòa dị vũ trụ kia rồi. Nếu như khống chế được tòa dị vũ trụ, như vậy ta cũng có thể trở thành dị vũ trụ chi chủ. Thế nhưng cuối cùng lại bị vây công. May mà ta chạy nhanh, nếu không ngay cả mạng nhỏ cũng sẽ bị mất rồi. Mỗi một lần tranh đoạt quyền khống chế dị vũ trụ đều là một trận đại giết chóc nha. Mang Nhai Quốc chúa tể lắc đầu nói, ta luôn ở trong gia hương, tin tức còn không linh thông như là các ngươi. Từ trước tới nay ta cũng không có tham gia một lần tranh đoạt nào. Mang Nhai à, dùng thực lực của ngươi, coi như là không cướp được thì trốn chạy để khỏi chết cũng có nắm chắc rồi. Năng lực dùng thời không nhất đạo để chạy trốn của ngươi, ngay cả ta cũng không thể nào bị kịp được. Thanh niên có một sừng nói tiếp, cho nên ta cũng đã sớm nói rồi, ngươi nên cùng đi lang thang với ta đi. Đi nhiều chỗ, hảo hữu sẽ nhiều hơn. Đương nhiên, cũng có thể biết rõ các kiến thức tình báo mới nhất được. Đến lúc đó khống chế một tòa dị vũ trụ, như vậy có bao nhiêu thống khoái đấy. Tộc nhân của ta, ta không yên lòng được. Mà ngài quốc chúa tể nói, ngươi, sao ngươi phải gánh vác nhiều như vậy chứ? Thanh niên có một sừng nói, ngươi xem, ta tiêu dao bao nhiêu đây? Ta cũng coi như là hỗn độn thần thú, thế nhưng những nơi mà ta đi qua, so với ngươi còn nhiều hơn. Ta cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào cả. Hỗn độn thần thú vốn là tồn tại độc lai độc vãng, tất cả đều dựa vào chính mình. Ta cũng không quan tâm hỗn độn thần thú khác đâu. Một mình du ngoạn không phải thoải mái hơn hay sao? Mỗi một người đều có lựa chọn khác nhau mà. Mang Ngai Quốc chúa tể cười nói, đúng rồi, ta nhờ ngươi tìm kiếm sáu loại chân tài, không biết ngươi đã thu thập được đủ hay chưa? Thanh niên có một sừng hỏi, sáu loại chân tài này trong vực giới của các ngươi đã từng xuất hiện qua? Đã tìm được 5 loại. Mang Nhà Quốc chúa tể nói, những thứ mà ngươi nói đều quá hiếm thấy, ta đã chạy qua rất nhiều nơi, đến nay còn không tìm được đủ. Thanh niên có một sừng lắc đầu, có chút không cam lòng nói, đợi có đủ chân tài, như vậy bí thuật dương cứu hạo thiên khí của ta cũng có thể chính thức đạt tới cực hạn rồi. Trận tranh đoạt trước kia, nếu như bí thuật của ta đã tu hành được tới mức tận cùng, chỉ sợ ta đã sớm trở thành dị vũ trụ chi chủ rồi. Dương hạo cửu thiên khí chính là bí thuật cực hạn, cũng không phải dễ dàng có thể luyện thành như vậy đâu. Mang Ngai Quốc chúa tể cười nói, còn chỉ sợ người vẫn phải phiêu bạt trong hắc ám vô tận, lại đi thêm vài chỗ nữa. Đừng nói ta, vực giới này của các ngươi không được bao lâu nữa cũng sẽ bị âm dương sinh tử luân hủy diệt thôi. Đến lúc đó ngươi cũng phải mang theo những tiểu tử kia của ngươi phiêu bạt lang thang. Thanh niên có một sừng nói, âm dương sinh tử luân sao? Mang Nhai Quốc chúa tể khẽ giật mình, lập tức gật đầu. Thứ này chính là tai nạn đáng sợ được thai nghén ra trong hỗn độn vô tận, không phải là thứ dùng lực lượng của tu hành giả có khả năng chống lại được. Cố gắng kéo dài mà thôi, nếu như thực sự không có biện pháp nào, đến lúc đó cũng chỉ có thể phiêu bạt khắp nơi. Thôi, đừng nói những chuyện làm cho người ta mất hứng này nữa nào. Mang Nhai Quốc chúa tể cười nói, chúng ta vẫn nên ra quan tâm tới dịch ba giới kia đi. Dịch ba giới có thể làm cho ta và ngươi sinh ra cảm ứng, nhất định sẽ có bí mật không nhỏ đâu. Đúng vậy. Thanh niên có một sừng cũng tràn ngập mong chờ nói, trong hư không ở trước mặt bọn họ hiện lên hình ảnh, chính là hình ảnh ở bên trong dịch ma giới. Ở giữa hình ảnh chính là Kỳ Linh đang nhanh chóng phi hành chạy trốn. Giờ phút này Kỳ Linh đã bị rất nhiều đại năng trong toàn bộ cương vực vô tận chú ý. Các chúa tể, thậm chí còn có một ít đế quân cổ xưa ẩn tu cũng đang chú ý tới hắn. Xoẹt. Kỳ Linh cũng không quan tâm chú ý, cũng không thèm chú ý. Hắn chỉ muốn cố gắng chạy ra khỏi cửu trọng cảnh trước kia. Oanh oanh oanh.
từng tòa hình chiếu thế giới hàng lâm, ở giữa còn có một tòa hình chiếu thế giới mạnh nhất do tiểu thánh thao túng chấn áp xuống bên dưới. Kỷ Linh chỉ có thể thu nhỏ lại phạm vi hình chiếu thế giới của mình, chống cự lại tất cả chấn áp. Tâm lực lưu đạo quân đỉnh phong nhất từ sau khi Tuế Mộng chết đi cũng chỉ còn lại có 3 vị, theo thứ tự là Kỷ Linh, Tiểu Thánh và Hành Vân Công Chủ. Trong đó, Hành Vân Công Chủ là công chủ tâm lực cung của Mang Nhai Quốc, đương nhiên cùng là người của Mang Nhai Quốc. Bởi vì lời thề bổn mạng cho nên không thể chém giết lẫn nhau, cho nên Hành Cung, Hành Vân Công Chủ chưa từng ra tay đối với Kỷ Linh. Nếu như so đấu hình chiếu thế giới, như vậy so với Tiểu Thánh thì Kỷ Linh còn mạnh mẽ hơn một chút. Thế nhưng phạm vi của hình chiếu thế giới càng lớn thì uy lực cũng sẽ bắt đầu hạ thấp đi. Mà đạo quân tâm lực đẳng cấp thứ hai ở lại trong này lại có hơn 20 vị, cả đám đồng thời chấn áp Kỷ Linh. Đám đạo quân đẳng cấp thứ hai 3-5 người liên thủ lại cũng đủ để so sánh được với đạo quân đẳng cấp thứ nhất rồi. Bất quá, từng tòa hình chiếu thế giới đều là năng lượng cùng loại, không có cách nào chồng lẫn lên nhau được. Chỉ cần Kỷ Linh thu nhỏ lại phạm vi hình chiếu thế giới của mình thì địch nhân cũng sẽ không làm gì được hắn. Bác Minh, ngươi trốn không thoát đâu. Một đạo thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở chung quanh. Ngươi đã bị đám người Tư gia kiềm chế lâu như vậy, chung quanh đã sớm tạo thành vòng vây, khoảng cách của ta và ngươi cũng đã rất gần rồi. Theo ta thấy, ngươi trực tiếp chiến một trận với ta thì hơn. Nếu như ta không làm gì được ngươi, như vậy ta sẽ thả cho ngươi rời đi, cũng sẽ không tiếp tục đuổi giết ngươi nữa. Không có ta, chỉ sợ các đạo quân đỉnh phong khác cũng sẽ không làm gì được ngươi đâu. Tiểu Thánh, Kỷ Linh dùng tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng chạy thục mạng, đồng thời còn quát lớn. Muốn chiến một trận với ta ư? Có bản lĩnh thì cứ cản lại ta đi. Kỷ Linh cũng sẽ không ngu mà dừng lại. Dù sao, nếu như chiến một trận với Tiểu Thánh, hắn cũng không có chút nắm chắc nào. Kỷ Linh một đường chạy trốn, dọc đường cũng có từng đội ngũ đạo quân xuất hiện. Thế nhưng, cũng không có một đội ngũ nào dám can đảm ngăn cản đường đi của hắn. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, có thể lấy một địch bốn mà lại còn giết chết hai người. Như vậy thực lực của vị Bắc Minh đạo quân này tuyệt đối không phải là thứ mà các đạo quân khác có khả năng chống lại được. Đành phải trông cậy vào Tiểu Thánh vậy. Đây là suy nghĩ trong lòng của vô số đạo quân. Lê Tinh Công Chủ bài danh gần với Kỷ Linh, lưng đeo khảm đao của hắn, lại khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi cao, từ phía xa xa nhìn qua. Phía xa xa có một đạo lưu quang bay qua, chính là Kỷ Linh, mà lúc này Kỷ Linh còn nhìn về phía phương hướng Lê Tinh Công Chủ đang ngồi. Bắc Minh, cẩn thận! Lê Tinh Công Chủ mỉm cười nói. Cảm tạ! Kỷ Linh thấp giọng nói, tiếp tục chạy trốn. Lê Tinh Công Chủ mỉm cười nhìn qua. Hắn là người của Mang Nhai Quốc cho nên không có khả năng đi ngăn cản Kỷ Linh. Không ngờ đạo Minh Tiên Cung kia lại xếp hạng Bắc Minh còn ở trên ta. Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Bắc Minh mạnh như thế nào. Lê Tinh Công Chủ hóa thành một đạo lưu quang đi theo đằng sau xa của Kỷ Linh. Lúc trước Tiểu Thánh miễn cưỡng thắng ta, hiện tại lại có được vũ trụ chi báo, không biết thực lực đã đạt đến mức độ nào rồi. Đối với trận chiến giữa Kỷ Linh và Tiểu Thánh, Lê Tinh Công Chủ có chút chờ mong. Cần phải biết rằng đạo Minh Thiên Cung sắp xếp bài danh cũng có một ít quy tắc ngầm. Ví dụ như chính diện đánh bại người nào đó, như Hiểu Mộng đạo quân đánh bại Quang Minh Vương, đương nhiên sẽ thay thế vị trí của đối phương, thuận thế mà lên. Hoặc là được vô số đạo quân công nhận, như Kỷ Linh trước đó lấy một địch bốn còn giết chết Tuế Mộng, Sửu Vương. Đây là chuyện mà ngay cả đám người Lê Tinh Công Chủ cũng không làm được. Cho nên vô số đạo quân đã công nhận có lẽ Kỷ Linh đã gần với Tiểu Thánh, vì vậy hắn mới được sắp xếp ở vị trí thứ hai. Nếu như không có chính thức giao thủ, không có chính thức phân ra thắng bại, như vậy bình thường sẽ không có bài danh đưa ra ngoài. Thực lực của Kiều Trần giáo chủ, Tuyết Hoan đạo quân chính là rất mạnh. Thế nhưng bọn hắn lại không có chính thức đánh bại được một đạo quân nghịch thiên có bài danh cực cao nào đó. Trước đó Kiều Trần bị đám người Sửu Vương, Tuyết Hoan, Tư gia vây công, không có chính thức đánh bại được ai. Cho nên đặt hắn là thứ 8, thứ 9 nư hay thứ 10, tất cả mọi người đều sẽ dị nghị. Muốn được công nhận thì phải chính diện đánh bại đối thủ, hoặc là được tất cả mọi người công nhận. Được công nhận đứng ở trên ta sao? Lê Tinh Công Chủ thầm nghĩ. Dùng đạo tâm của ta, tâm lực của hắn không dung chuyển được ta. Về phần cận chiến ư, quả thực ta không sợ Bắc Minh, vậy mà lại đưa hắn lên trên ta. Chỉ có thể tìm một cơ hội luận bàn với hắn, chính diện đánh bại hắn mà thôi. Lê Tinh Công Chủ là người kiêu ngạo như thế, cho nên đương nhiên sẽ không phục sắp xếp như vậy. Tiểu Thánh, Lê Tinh xếp hạng ở phía trên ta thì thôi đi, thế nhưng hiện tại Bắc Minh cũng xếp hạng ở phía trên ta. Một thiếu niên mặc áo bào đỏ ôm một thanh huyết nhận cũng chiến ý ngập trời,
liền nói: từ khi ta đánh bại Quang Minh Vương cho đến bây giờ còn không có gặp phải hai người Lê Tinh và Bắc Minh. Hiểu Mộng đạo quân rất là tự phụ, đạo quân bình thường hắn cũng khinh thường khiêu chiến, người hắn chọn chiến đấu đầu tiên chính là Quang Minh Vương. Dưới tình huống không có tranh chấp bất kỳ bảo vật nào, hắn lại khiêu chiến Quang Minh Vương, đánh bại Quang Minh Vương. Hiện tại hắn lại muốn khiêu chiến Lê Tinh, khiêu chiến Bắc Minh. Nếu như tất cả đều thắng, như vậy người cuối cùng mà hắn khiêu chiến cũng chỉ có Tiểu Thánh mà thôi. Đao của ta ai cũng không ngăn được. Hiểu Mộng đạo quân tràn ngập chiến ý. Xoẹt. Hắn nhanh chóng phi hành. Chẳng qua khoảng cách lúc này của hắn so với đám người Kỷ Linh, Lê Tinh là rất xa xôi. Hiện tại Kỷ Linh và Lê Tinh một trước một sau, khoảng cách vô cùng gần. Mà khoảng cách của Tiểu Thánh với Kỷ Linh cũng chỉ còn lại lộ trình 2 ngày. Mà Hiểu Mộng đạo quân thì cách Kỷ Linh lộ trình những hơn 10 ngày. Tiểu Thánh biết rất rõ vị trí của Kỷ Linh, thế nhưng Kỷ Linh lại không biết vị trí của Tiểu Thánh, bởi vì đã có hơn 20 vị đạo quân tâm lực lưu đẳng cấp thứ 2 liên thủ chấn áp, khiến cho hình chiếu thế giới của Kỷ Linh chỉ có thể co đầu rụt cổ, không dò xét được tung tích của Tiểu Thánh. Xoẹt. Trên dòng sông trùng trục điệp điệp mấy trượng, Kỷ Linh hóa thành lưu quang, nhanh chóng phi hành sát mặt nước. Sao? Cái gì? Sắc mặt của Kỷ Linh bỗng nhiên biến hóa, ngừng lại rồi nhìn về phía trước xa xa. Ở trên mặt nước dòng sông xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một nam tử mặc áo đen, bên trên có thêm một ít đồ án cổ xưa, mái tóc trên đầu có chút rối loạn, ánh mắt cũng có chút mông lung, có chút lôi thôi lếch thếch. Thế nhưng hắn đứng ở đằng xa, không ngờ lại trở thành trung tâm của phiến thiên địa kia, giống như hắn chính là chúa tể của một phương thiên địa này vậy. Tiểu Thánh, Kỷ Linh khẽ nói. Bắc Minh. Tiểu Thánh mỉm cười, ánh mắt dần dần trở nên lợi hại. Trận chiến này ngươi không trốn thoát được đâu. Ồ, rất có ý tứ, người bài danh thứ nhất đối với người bài danh thứ hai ư? Bên trên ngôi sao lạnh như băng kia, mang ngai quốc chúa tể và thanh niên có một sừng đều nhìn vào giữa không trung. Ở giữa không trung kia đang hiện ra hình ảnh Kỷ Linh và Tiểu Thánh gặp nhau. Tiểu Thánh cũng chỉ còn cách đại nạn không lâu, không sống được quá lâu. Đợi khi Tiểu Thánh vừa chết, Bắc Minh này chính là đệ nhất nhân, tình cảnh hai người bọn họ giao thủ vẫn rất khó mà có được. Dị tộc lông vàng hói đầu và lão giả áo đen có mái tóc đen của Đạo Minh Tiên Cung cũng nhìn có chút chờ mong. Cương vực vô tận, từ các chúa tể cho tới vô số đạo quân đều chú ý tới trận chiến này. Đương nhiên những đạo quân kia cũng không nhìn thấy được tình huống kỹ càng, thế nhưng bọn hắn lại thực sự đang chờ đợi kết quả chiến đấu. Người bài danh thứ nhất đối với người bài danh thứ hai, một bên chiếm vị trí thứ nhất trong năm tháng dài dằng dặc, hiện tại còn đã nhận được một kiện vũ trụ chi bảo. Một bên khác thời gian tu hành ngắn ngủi, một mạch đạt tới tình trạng như ngày hôm nay, lại càng vừa mới chém giết Sử Vương Tuế Mộng, khí thế đại thịnh như cầu vồng. Bên trên dòng sông rộng lớn mênh mông mà cuồn cuộn, Kỷ Linh và Tiểu Thánh từ phía xa nhìn nhau cũng không dám xem nhẹ đối phương một chút nào. Đã rất lâu rồi ta chưa từng thua qua. Thực lực của Lê Tinh, Quang Minh Vương rất gần với ta, thế nhưng bọn hắn vẫn còn kém một đường như trước thôi. Trong mắt của Tiểu Thánh tràn ngập chiến ý, thanh âm vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng vẫn vang vọng ở trên không con sông này như cũ. Đó là bởi vì bọn hắn không phải tâm lực tu hành giả, mà ngươi lại là tâm lực tu hành giả, ngươi có khả năng đánh bại được ta. Ý ta nói là ta sẽ không sử dụng vũ trụ chi bảo, ngươi sẽ có khả năng đánh bại được ta. Tiểu Thánh lạnh nhạt cười nói. Yên tâm, tạm thời ta sẽ không sử dụng vũ trụ chi bảo. Nếu như vậy mà ngươi đã thua trong tay ta, như vậy ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao động Minh Ngọc Phủ ra đây. Đối thủ khó cầu, ta không muốn giết ngươi. Tiểu Thánh nói bình thản, thế nhưng trong lời nói lại tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Kiêu ngạo vì vô địch, không sử dụng vũ trụ chi bảo, ở trong các đạo quân hắn đã là vô địch rồi. Hiện tại có được vũ trụ chi bảo, hắn lại càng bao trùm lên tất cả các đạo quân. Hiện tại hắn lại có một chút quan hệ với một ít Vĩnh Hằng Đế Quân cổ xưa, rất ít nhúng tay vào chuyện giữa các đạo quân với nhau. Không muốn giết ta ư? Còn chưa có giao thủ mà ngươi đã cho rằng ngươi có thể giết được ta hay sao? Coi như ngươi là ngươi sử dụng vũ trụ chi bảo thì cũng đừng mơ mà làm gì được ta. Kỷ Linh hừ lạnh một tiếng. Bớt xàm ngôn đi, tiếp chiêu. Xẹt. Kỷ Linh đột nhiên hư không tiêu thất, biến mất không thấy đâu nữa. Ám sát độn thuật sao? Sắc mặt Tiểu Thánh khẽ biến. Oanh. Lập tức có huyết quang trùng trùng điệp điệp lấy Tiểu Thánh làm trung tâm lan tràn ra bên ngoài, đồng thời còn có một tòa hình chiếu thế giới tràn ngập sát ý hắc ám kết hợp lại
với những huyết quang ngập trời này. Phanh phanh phanh, tiếng va chạm liên tiếp nổ vang, mà Kỷ Linh thì dùng chiến đại bí thuật và hình chiếu thế giới kết hợp lại với nhau. Tiểu Thánh dùng huyết quang bí thuật và hình chiếu thế giới kết hợp lại, hai người va chạm với nhau, Kỷ Linh hơi chiếm được một chút ưu thế. Thế nhưng phạm vi huyết quang của Tiểu Thánh vẫn duy trì được phạm vi hơn vạn dặm như trước. Thân ảnh của Kỷ Linh hiện ra, hiện lên ở bên ngoài phạm vi của huyết quang. Bí thuật của ngươi rất mạnh. Kỷ Linh tán dương, năng lượng của bí thuật và hình chiếu thế giới không khác biệt gì nhau, có thể hủy diệt tất cả. Nếu như bản thân hắn xông vào bên trong thì sẽ rơi vào trong công kích. Như trước đó vậy, đám người tối mộng, tư gia trên phương diện bí thuật, hình chiếu thế giới không bằng với Kỷ Linh, cho nên dĩ nhiên mới bị tổn thất nặng nề như vậy. Người so với ta lại càng mạnh hơn nữa, thế nhưng ở phương diện phụ trợ, người vẫn không bằng ta. Tiểu Thánh gật đầu. Bí thuật Tu La Vực, tâm lực của ta hoàn toàn phù hợp với trong đó. Đối thủ giao thủ với ta chẳng những phải chịu hình chiếu thế giới và bí thuật áp bách, mà còn có thể bị tâm lực của ta làm ảnh hưởng. Sao? Tu La Vực ư? Kỷ Linh gật đầu. Hắn đã nghe nói qua một ít tuyệt chiêu của Tiểu Thánh này. Lúc một ít công kích ảo cảnh của tâm lực không có hiệu quả thì sẽ cần một ít thủ đoạn càng thêm âm nhu, càng độc ác hơn. Ví dụ Tu La Vực của Tiểu Thánh chính là một thứ như thế. Đây là thứ kết hợp giữa bí thuật và tâm lực với nhau. Ngoại trừ có lực áp bách và trói buộc đáng sợ ra, còn có ảnh hưởng đối với hồn phách chân linh của đối thủ, sẽ khiến cho tu hành giả không kìm lòng được mà có chút bực bội. Lúc chiến đấu, tâm tình sẽ phải chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, thực lực sẽ không cách nào thi triển một cách hoàn mỹ được, sẽ dẫn tới việc bị thua. Kỷ Linh cũng định suy nghĩ lại tâm kiếm thuật một chút. Tâm kiếm thuật của hắn đã sớm nhập môn, về sau muốn tăng lên rất khó, cho nên hắn cũng không có hao tốn tâm tư đi nghiên cứu. Từ tam bộ đạo quân đến tứ bộ đạo quân sẽ cực kỳ lâu, cho nên tâm kiếm thuật này cũng đã có thể tiêu phí một chút tâm tư rồi. Lại nói, cho dù có nghiên cứu nhiều hơn nữa thì thực lực cũng không mạnh mẽ được thêm bao nhiêu. Kỷ Linh lập tức hiện ra ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu thanh Bắc Khổng kiếm. Oanh! Kỷ Linh mang theo chín đại bí thuật hình chiếu thế giới trực tiếp trùng kích về phía đối phương. Lập tức Kỷ Linh và Tiểu Thánh nhanh chóng tới gần nhau. Bí thuật và hình chiếu thế giới song phương cũng điên cuồng nghiền ép lẫn nhau, giống như là hai thế giới cực lớn đang va chạm vậy. Cút đi cho ta! Kỷ Linh vô cùng dũng mãnh giết tới trước mặt Tiểu Thánh. Kiếm thứ nhất là Trung Cực Kiếm Đạo Chi Thiên Băng. Sáu thanh Bắc Khổng kiếm mang theo uy thế vô tận, giống như là núi lửa tích xúc rồi đột nhiên liên tiếp bộc phát vậy, không ngừng quật về phía Tiểu Thánh. Tiểu Thánh vẫn đứng ở đó vô cùng bình tĩnh, chỉ là đồng tử của hắn có chút co rụt lại. Đối mặt với Trung Cực Kiếm Đạo Chi Thiên Băng này, hắn cũng không có né tránh, mà sáu cái cánh tay vươn ra. Chỉ thấy sáu cái cánh tay đều nhìn như rất chậm chạp nâng lên, cả một đám bàn tay đều có được ma lực kỳ dị. Nếu như là một ít thế giới cảnh quan sát, nhất định hồn phách chân linh đều sẽ phải chịu ảnh hưởng, trực tiếp bị chôn vùi. Bất quá Kỷ Linh chính là đại năng tương đương với Tiểu Thánh, đương nhiên không cần phải sợ. Giết! Sáu bàn tay của Tiểu Thánh đồng thời tạo thành trưởng đánh ra về phía trước. Oanh! Sáu thanh Bắc Cầm kiếm của Kỷ Linh cũng phẫn nộ nện đến, cứng đối cứng, công kích đối đầu công kích. Oanh! Kỷ Linh và Tiểu Thánh đồng thời bị đánh bay về phía sau. Một cỗ uy năng đáng sợ giống như sóng xung kích lan tràn về bốn phương tám hướng. Ngay cả Lê Tinh Cung Chủ đang ở chỗ xa xa xem cuộc chiến cũng phải nhận một chút trùng kích. Lê Tinh Cung Chủ thấy thế lập tức có chút giật mình. Diệt tuyệt trưởng của tên Tiểu Thánh kia bá đạo vô cùng. Không ngờ Bắc Minh này lại có thể cứng đối cứng. Cả hai người lại tương đương với nhau hay sao? Có chút thủ đoạn, đón thêm một chiêu của ta. Tiểu Thánh bị đánh bay đột nhiên dừng lại, hai chân đạp lên trên mặt nước. Sáu cánh tay của hắn nhu hòa phe phẩy, giống như là đại bàng bằng dương cánh vậy. Xoẹt! Tiểu Thánh mang theo một cỗ khí tức quỷ mị trực tiếp tới gần Kỷ Linh. Thân thể của hắn sinh ra vô số tầng lớp ảo ảnh, đặc biệt là sáu cánh tay của hắn càng hình thành vô số ảo ảnh, giống như có ngàn vạn cánh tay. Mỗi một tay đều tạo thành các loại thủ thế, hoặc là tạo thành trạng thái như mỏ nhọn, hoặc là tạo thành trạng thái như móng vuốt sắc bén, hoặc là giống như nước chảy vậy. Tiểu Thánh giống như cơn ác mộng quấn quanh về phía Kỷ Linh. Vô số huyễn ảnh cánh tay của hắn cũng quấn quanh về phía Kỷ Linh. Nếu như nói trước đó diệt tuyệt trưởng kia đại biểu cho lực lượng hủy diệt chí dương chí cương, như vậy giờ phút này nó đã đại biểu cho lực lượng chí âm chí nhu. Tới rất tốt. Kỷ Linh thấy thế đại hỉ, cũng đón đầu Tiểu Thánh.
Gió thanh Bắc Cổng kiếm của hắn lập tức phiêu hốt bất định, quỷ dị khó lường, khi thì biến mất, khi thì lại hiện ra trước mặt. Phốc phốc phốc. Kiếm của Kế Linh va chạm với bàn tay của Tiểu Thánh, mỗi một tiếng va chạm đều rất nhỏ. Cả hai người đều rất âm nhu, thế nhưng sát cơ cũng vô cùng dày đặc. Vô ảnh độn thuật của Kế Linh có nguồn gốc từ vô ảnh thức, hiện tại trung cực kiếm đạo chi vô ảnh đã có thể lợi dụng lực lượng vạn vật, tá lực đả lực, hư không bị lực, quỷ dị khó lường, là lực lượng âm nhu quỷ dị nhất. Giống như hai vị võ giả, thanh âm giao thủ của bọn hắn đều rất nhỏ, động tĩnh cũng rất bé. Tuy nhiên, thân ảnh của bọn họ lại biến ảo rất nhanh. Tiểu Thánh thì sinh ra vô số ảo ảnh, Kỷ Linh thì khi biến mất, khi thì lại lần nữa xuất hiện, lúc phải chịu ảnh hưởng của Tu La vực, lúc ẩn lúc hiện không thôi. Rất có ý tứ. Lê Tinh công chủ đang đứng ở đằng xa xem cuộc chiến, nở nụ cười nói: Tiểu Thánh có tam đại sát chiêu, tên là Duyệt Tuyệt Trưởng, Tu La Vũ cùng với Mộng Tỉnh Nhất Trí. Chiêu sau so với chiêu trước còn hung ác hơn rất nhiều. Tuy rằng Diệt Tuyệt Trưởng bá đạo, thế nhưng cuối cùng biến hóa lại là yếu. Tu La Vũ và Tu La Vực kết hợp với nhau, quỷ dị khó lường hơn rất nhiều. Bất quá Bắc Minh này cũng chính là một tâm lực tu hành giả, cũng rất là cường đại. Tu La Vực đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Tu La Vũ này cũng không phát huy ra được uy lực gì quá mạnh mẽ. Tu La Vũ là sát chiêu rất đáng sợ của Tiểu Thánh. Lúc bình thường giao thủ với đám người Lê Tinh công chủ, Tiểu Thánh thường phóng ra hình chiếu thế giới cùng với Tu La Vực. Tu La Vực và Tu La Vũ kết hợp lại với nhau sẽ khiến cho địch nhân càng thêm khó chịu. Xem ra chỉ có thi triển Mộng Tỉnh Nhất Chỉ kia thôi. Lê Tinh công chủ khẽ gật đầu. Lúc trước Tiểu Thánh này dựa vào một chiêu này cho nên mới có thể trở thành đạo quân đệ nhất trong Vô Tận Cương Vực được. Tựa như sát chiêu mạnh nhất Vô Thường Mê Hồn Khúc của Vô Thường Đạo Quân vậy. Mộng Tỉnh Nhất Chỉ của Tiểu Thánh nghe nói chính là một sát chiêu lúc hắn uống say rồi tỉnh rượu bỗng nhiên hiểu ra. Mượn một sát chiêu này, ngay cả đám người Lê Tinh công chủ Quang Minh Vương ở trước mặt của hắn cũng phải chiến bại. Từ đó Tiểu Thánh mới trở thành đệ nhất nhân không thể tranh luận. Đương nhiên sát chiêu của đám người Lê Tinh công chủ Quang Minh Vương cũng rất là đáng sợ. Sở dĩ có thể thắng cũng là bởi vì lúc giao thủ với Tiểu Thánh sẽ bị hình chiếu thế giới Tu La Vực bao phủ, còn chưa có đánh thì đã bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra được 6-7 thành thực lực mà thôi. Đám người Lê Tinh Quang Minh Vương chiến bại cũng là chuyện có thể lý giải được. Cho nên từ trước tới nay, người xếp hạng thứ nhất phần lớn đều là người kiêm tu tâm lực lưu. Mặc dù địch nhân có thể chịu đựng được một loại công kích của tâm lực huyễn thuật, thế nhưng hình chiếu thế giới chấn áp lại làm ảnh hưởng tới song phương chiến đấu. Vèo vèo. Mặt nước nhộn nhạo, tức thì sinh ra từng vòng rung động. Kỷ Linh và Tiểu Thánh đều chưa lìa ra. Tiểu Thánh đứng ở trên mặt nước mỉm cười nói: Đám người Lê Tinh Quang Minh Vương lúc trước cũng có thể miễn cưỡng ngăn được đại sát chiêu của ta. Chiêu số cuối cùng này của ta tên là Mộng Tỉnh Nhất Trí. Nếu như người có thể ngăn cản mà không thua, như vậy người so với đám người Lê Tinh Quang Minh Vương còn mạnh mẽ hơn một bậc. Đến lúc đó ta cũng sẽ xuất ra Vũ Trụ Chi Bảo để đánh bại ngươi. Đương nhiên nếu như người thua ở trước mặt Mộng Tỉnh Nhất Trí, như vậy cũng không có tư cách chứng kiến Vũ Trụ Chi Bảo của ta. Sao? Mộng Tỉnh Nhất Trí ư? Kỷ Linh lạnh nhạt nói: Ta cũng có sát chiêu chưa từng thi triển ra, để xem ai mạnh hơn ai. Theo lý thuyết mà nói, ba đại chiêu số công kích vô ảnh thức, thiên băng thức, tích huyết thức của Kỷ Linh hẳn là cùng một cấp độ. Thế nhưng bởi vì Bắc Hồng Kiếm hấp thu kim sắc lưu sa từ hạch thâm của một ngôi sao mà lột xác, lúc thi triển ra tích huyết thức, uy năng có thể trọn vẹn gia tăng lên gấp 5 lần. Gấp 5 lần sao? Đó là khái niệm như thế nào đây? Chuyện này khiến cho Kỷ Linh lúc còn là nhị bộ đạo quân đã có thể đơn giản siêu việt không gian. Lúc tam bộ đạo quân, kiếm của hắn càng có thể đơn giản đột phá tốc độ gấp 100 lần cực hạn thiên đạo. Ngay cả Tư Gia đạo quân vừa mới đối mặt cũng đã bị thua. Bởi vì nguyên nhân Bắc Cổng Kiếm cho nên tích huyết thức mới là sát chiêu mạnh nhất của Kỷ Linh hiện giờ. Ồ, Tiểu Thánh khẽ động. Vậy thì ngươi tiếp chiêu đi. Tiểu Thánh giống như một con chim lớn lập tức bay tới. 6 cánh tay của hắn đồng thời vươn ngón trỏ ra. 6 cái ngón trỏ từ các phương hướng khác nhau đánh úp lại, nhìn như rất tùy ý, rất nhu hòa đụng vào nhau. Thế nhưng thời không xung quanh đã bắt đầu mơ hồ chấn động. Cần phải biết rằng thời không của dịch ba giới, bởi vì nguyên nhân dịch ba đại trận rất là ổn định, cho nên ngay cả thủ đoạn siêu việt thời không cũng không có cách nào xé rách được. Lúc này tuyệt chiêu của Tiểu Thánh vừa mới vừa ra tay đã có thể ảnh hưởng được tới thời không,
từ đó đã có thể thấy được uy năng của hắn. Tuy rằng nó ôn hòa, thế nhưng lại giống như tập uy năng ở chung quanh thời không. Mỗi một kích đều có được uy năng không thể tưởng tượng. Diệt tuyệt trưởng, tu la vũ, tất cả đều ẩn chứa ảo diệu của hủy diệt nhất đạo. Thế nhưng mộng tỉnh nhất chỉ lại khiến cho uy năng của hủy diệt nhất đạo chính thức nội liếm lại. Một khi va chạm vào địch nhân, trong một sát na kia mới là thời khắc uy năng hoàn toàn bộc phát ra. Trung cực kiếm đạo, tích huyết thước. Kỷ Linh không chút do dự thi triển ra một chiêu này. Sáu thanh Bắc Cổng kiếm, sáu đạo lưu quang chói mắt. Mỗi một đạo đều giống như lưu tinh xé rách không gian, thời không cũng đang rung động lắc lư, đặc biệt là trong nháy mắt cuối cùng kia. Mũi của sáu thanh Bắc Cổng kiếm khẽ đảo, phanh một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng vọt, trực tiếp xé rách khất trong lần cực hạn thiên đạo. Ồ! Tiểu Thánh liền biến sắc. Đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Thứ Bắc Minh này am hiểu chính là kiếm đạo. Kiếm đạo từ lúc nào cũng có thể đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo vậy. Đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo ư? Người như Quang Minh Vương, Tư Gia Đạo Quân đều đi theo Quang Chi nhất đạo, bản thân cũng rất am hiểu tốc độ. Am hiểu kiếm đạo cũng có thể đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo hay sao? Chuyện này khiến cho trong lòng Tiểu Thánh sinh ra một tia kiêng kỵ. Bất quá hắn cũng bất chấp tất cả, bởi vì giờ phút này hắn cũng đã không còn đường tránh lui nữa. Rầm 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 rầm. Mũi sáu thanh kiếm của Kỷ Linh lập tức va chạm với sáu ngón trỏ của Tiểu Thánh. Tất cả đều đụng chạm vào nhau. Mũi kiếm va chạm với đầu ngón tay. Oanh. Trong nháy mắt khi hai bên va chạm với nhau, lực lượng đáng sợ hoàn toàn bộc phát. Cái gì? Lê Tinh công chủ đang xem cuộc chiến ở phía xa, khiếp sợ, trừng to mắt nói. Điều đó không có khả năng xảy ra. Chỉ thấy ở phía xa, không ngờ thân thể của Tiểu Thánh lại run lên, bay ngược về phía sau. Thậm chí lúc va chạm vào mặt nước còn khiến cho một mảnh nước ở chung quanh lập tức bị chôn vùi. Mà Kỷ Linh vẫn tiếp tục cầm trong tay sáu thanh Bắc Cổng kiếm, tiếp tục phóng tới đuổi giết. Mộng tỉnh nhất trí mà cũng thất bại ư? Lê Tinh công chủ khó có thể tin. Chính diện giao thú mà còn ở thế hạ phong hay sao? Nếu như Tiểu Thánh không có vũ trụ chi báo, như vậy vị trí đệ nhất vô tận cương vực hiện tại sẽ là của Bắc Minh đạo quân này rồi. Khó lường mà. Ở bên trong Đạo Minh Tiên Cung, dị tộc tóc vàng hói đầu và lão giả áo đen có mái tóc đen đều không khỏi sợ hãi, thán phục mà than lên. Ta phiêu bạt lang thang đã đi rất nhiều nơi, cũng thường xuyên nhìn thấy một ít đạo quân khiến cho ta cảm thấy kinh diễm. Thế nhưng hôm nay lại thấy được hai đạo quân khiến cho ta phải kinh diễm đây. Người gọi là Bắc Minh này, thời gian tu hành chưa được một ức năm mà đã có cảnh giới như thế, quá là lợi hại. Lam Hạo chú tể và chú tể của Mang Nhai Quốc cũng đang quan sát trận chiến này. Lúc bấy giờ Tiểu Thánh ngã vào trong nước sông, thế nhưng cũng vẫn khó có thể tin được như trước. Mộng tỉnh nhất chỉ của ta thất bại sao? Trải qua vô số năm tháng dài dòng buồn chán, khi hắn còn chưa có vũ trụ chi bảo, cũng chưa từng bị đánh bại. Thế nhưng bây giờ lại thất bại ư? Lại chính là chính diện giao thủ bị thua, bị đánh bại tới mức á khẩu không trả lời được. Tuy rằng kiếm của hắn nhanh hơn, thế nhưng không ngờ uy năng lại cũng mạnh như vậy. Tiểu Thánh có chút phức tạp nói. Đợi sau khi đại nạn của ta tới, như vậy đạo quân mạnh nhất thời đại này sẽ là Bắc Minh này rồi. Chính diện giao thủ chiếm cứ thượng phong, thế nhưng Kỷ Linh lại không đắc ý và hưng phấn đến cỡ nào. Bởi vì Kỷ Linh rất rõ ràng, nếu như chỉ tính toán chiêu số huyền diệu một cách đơn thuần thì Tiểu Thánh không thua kém gì mình. Mà hắn chỉ vào Bắc Cổng kiếm khiến cho tích huyết thức gia tăng uy năng lên gấp 5 lần, cho nên mới có thể chiếm thế thượng phong mà thôi. Có thể nói, tuy rằng Bắc Cổng kiếm không phải là vũ trụ chi bảo, thế nhưng cũng đã xem như vũ trụ chi bảo dự bị. Nó đã có căn cơ trở thành vũ trụ chi bảo, đặc biệt là lúc thi triển tích huyết thức, uy năng sẽ được tăng phúc rất lớn. Thắng cũng là chuyện bình thường, không thắng mới là kỳ quái. Xoẹt. Trong lúc bay ngược về phía nước sông, Tiểu Thánh đã thu lại bốn cánh tay trở lại như lúc ban đầu. Đồng thời ở bên trên tay phải của hắn cũng xuất hiện một cái bao tay màu đen. Ồ. Kỷ Linh lập tức cảm nhận được cảm giác uy hiếp mơ hồ ở trong tối tăm, làm cho hắn lập tức dừng lại. Tiểu Thánh chậm rãi bay lên, đứng ở bên trên mặt nước, nhếch miệng cười cười. Không nghĩ tới, không dựa vào vũ trụ chi báo, ta đều không thể đứng vững đạo quân vị trí thứ nhất rồi. Bắc Minh đạo quân, bội phục, bội phục. Ngươi hoàn toàn chính xác, có thể để cho ta vận dụng vũ trụ chi báo. Cái bao tay màu đen trên tay phải Tiểu Thánh
cũng phóng ra uy áp rất là đáng sợ. Kỳ Linh thì có chút kiêng kỵ, nhìn chằm chằm vào cái bao tay màu đen kia. Bắc Cổng kiếm của hắn cũng chỉ có thể tăng phúc đối với Thích Quyết thức mà thôi, đối với chiêu thức khác tăng phúc còn ít hơn nhiều. Còn vũ trụ chi bảo chân chính, bất luận ngươi thi triển ra chiêu thức gì, như vậy uy năng đều mạnh mẽ tới mức độ kinh người. Đến đây đi, đến đây đi. Trong mắt Kỳ Linh cũng tràn ngập chiến ý. Ta đã sớm nghe nói qua vũ trụ chi bảo rất lợi hại, thế nhưng ta chưa bao giờ được nhìn thấy cả. Hôm nay để ta xem rốt cuộc vũ trụ chi bảo mạnh tới mức nào. Được, sẽ như người mong muốn. Tay phải của tiểu thánh chém ra, oanh. Bàn tay phải màu đen đánh ra, xoẹt xoẹt xoẹt. Thời không bắt đầu run rẩy, trong thoáng chốc ngay cả thiên địa chung quanh cũng bắt đầu tối sầm lại. Một trưởng này thật sự là đáng sợ mà. Lôi Tinh công chủ đang xem cuộc chiến ở phía xa cũng chấn động theo. Trong truyền thuyết vũ trụ chi báo lưu truyền vô số năm tháng, đây là lần đầu tiên ta chính thức nhìn thấy uy lực của vũ trụ chi bảo này. Trước đây ta và tiểu thánh không kém nhau bao nhiêu, thế nhưng bây giờ ta đã không còn là đối thủ của hắn nữa rồi. Chênh lệch rất lớn, quá rõ ràng. Nhìn thấy một trường này, Lôi Tinh công chủ đã lập tức cảm nhận được sự vô lực. Bởi vì đao của hắn cũng am hiểu công kích, thế nhưng hắn được xưng là người mạnh nhất trong cận chiến, am hiểu công kích nhất. Thế nhưng hiện tại tiểu thánh mượn vũ trụ chi bảo để thi triển ra diệt tuyệt trường, so với công kích của Lôi Tinh công chủ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Điểm am hiểu nhất đã hoàn toàn bị áp chế, đương nhiên khiến cho Lôi Tinh công chủ cảm nhận được sự vô lực. Ồ! Trên không trung dịch ba giới có một đạo hư ảnh đang đứng, chính là giới linh Bồ La. Tiểu thánh này đã có được vũ trụ chi báo, tuy rằng phương diện cảnh giới ảo diệu không bằng bắt đại thánh thành chi chủ, thế nhưng nếu tính nguyên năng đơn thuần thì cũng là cùng một tầng thứ. Giới linh Bồ La nhìn thấy một trường này cũng không khỏi biến sắc. Thực lực mạnh như vậy cũng đã uy hiếp được sự ổn định của dịch ba đại trận. Đúng rồi, tiểu thánh này cũng coi như biết điều, không có trắng trợn phá hỏng trận pháp của ta. Giới linh Bồ La là người trưởng quản toàn cục. Trước đó Kỳ Linh thi triển ra chúa tể đạo phù, uy lực đã vượt qua một trường này của tiểu thánh. Thế nhưng giới linh Bồ La lại không có để ý, bởi vì chúa tể đạo phù dùng một lần sẽ không có nữa. Thế nhưng đây là thực lực của bản thân tiểu thánh, hắn ta hoàn toàn có thể vung tay bổ ra hơn vạn trưởng, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Dưới tình huống tùy ý phá hỏng, hắn hoàn toàn có khả năng làm ảnh hưởng đến toàn bộ dịch ba đại trận. Nếu như hắn phá hỏng trận pháp, chỉ có thể cảnh cáo hắn mà thôi. Giới linh Bồ La âm thầm suy tư. Một trưởng này vẫn là diệt tuyệt trưởng như cũ. Luận huyền diệu, Kỳ Linh vừa nhìn đã hiểu. Thế nhưng uy năng lại hoàn toàn đạt đến một cấp độ rất cao. Đó là chênh lệch về chất, đó là đẳng cấp thuộc về thứ bắt đại thánh thành chi chủ. Kỳ Linh cầm trong tay 6 thanh Bắc Khổng kiếm, đồng thời thi triển ra trung thực kiếm đạo, chi duy tâm để chống cự. Hắn không có tự đại tới mức đi cứng đối cứng với đối phương, dù sao chênh lệch giữa song phương cũng quá xa vời. Phanh! Kỳ Linh lập tức cảm thấy chấn động, tuy rằng một cỗ lực lượng ngập trời đã bị Bắc Cổng kiếm của mình làm cho tản mát đi rất nhiều, thế nhưng vẫn bị trùng kích về phía thân thể của hắn như trước kia. Kỳ Linh lập tức bay ngược về phía sau. Những nơi đi qua, nước sông trực tiếp bị chôn vùi. Kỳ Linh trực tiếp đụng vào lòng sông của dòng sông lớn này. Tất cả nước sông ở chung quanh đều bị chôn vùi trở thành hư vô. Xoẹt! Kỳ Linh đứng dậy, sắc mặt có hơi chút trắng bệch. Một kích này thật là đáng sợ. May mà hôm nay ta đã đạt tới trung cực kiếm đạo tầng thứ 3, lại có chúa tể giáp y hộ thể. Nếu không cho dù không chết thì cũng phải trọng thương. Oanh! Xoẹt xoẹt! Nước sông ở những chỗ khác bắt đầu mãnh liệt chảy ngược về phía nơi này. Vậy mà cũng không có thổ huyết nữa. Tiểu thánh ở phía xa lại giật mình, chẳng những không chết đi mà ngay cả máu cũng không có phun ra được một ngụm. Bắc Minh đạo quân, đón thêm mấy chiêu của ta. Tiểu thánh tiếp tục đuổi giết qua. Phanh phanh phanh. Tiểu thánh hoặc là dùng trường pháp, hoặc là quyền, hoặc là dùng chỉ liên tiếp đánh ra. Kỳ Linh bị bức bách cho nên chỉ có thể thi triển ra chiêu số phòng ngự. Trước mặt thực lực mang tính nghiền áp, hắn căn bản không có cách nào tấn công được đối phương. Lần lượt công kích mang tính nghiền áp. Phòng ngự thật mạnh, chiêu số phòng ngự của Kỳ Linh này không thua gì công kích của hắn cả. Lê Tinh công chủ nhìn mà sợ hãi thán phục. Hắn am hiểu tấn công, thế nhưng ở phương diện phòng ngự, hắn hỏi mình so với Kỳ Linh vẫn còn có chênh lệch rất nhiều. Có lẽ thần thông hộ thể của hắn cũng rất là mạnh, nếu không, không đến mức có thể liên tiếp kháng cự được.
Hóa ra đây là vũ trụ chi bảo ư? Kỳ Linh chiến đấu trong chốc lát, hắn cảm giác toàn thân run lên, cũng đã hiểu rõ ràng nhiều về vũ trụ chi bảo. Vũ trụ chi bảo đối với thực lực có trợ giúp rất lớn, bất quá loại ngoại lực này vẫn còn có chỗ thiếu hụt. Ví dụ như tiểu thánh vậy, tuy rằng phương diện uy năng cùng một đẳng cấp với bất đại thánh thành chi chủ, thế nhưng nếu như thực sự giao thủ với bất đại thánh thành chi chủ mà nói, hắn tuyệt đối sẽ ở dưới thế hạ phong. Bởi vì uy năng của bất đại thánh thành chi chủ chẳng những tương đương với hắn, mà quan trọng hơn là trình độ huyền diệu của chiêu thức còn mạnh hơn hắn một cấp độ. Nói một cách tương đối, đám người Kỳ Linh, tiểu thánh đối mặt với bất đại thánh thành chi chủ, chiêu thức đều trở nên có chút vụng về. Bất quá tiểu thánh cũng đáng giá để kiêu ngạo, bởi vì dù sao bất đại thánh thành chi chủ ở trong toàn bộ vô tận cương vực cũng là đại năng đứng ở trên đỉnh phong, là tồn tại gần với ba vị chúa tể, địa vị to lớn như vậy bình thường sẽ không ra tay đối phó với đạo quân. Vĩnh Hằng Đế Quân lúc đối mặt với đạo quân cũng có một loại cảm giác về sự ưu việt, bởi vì bọn họ hiểu rõ cho dù đạo quân có nghịch thiên tới đâu, một khi không có cách nào hợp đạo thành công, đại nạn vừa đến nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ, căn bản sống sẽ không quá được 108.000 hỗn độn quỷ nguyên. Tiểu thánh, vũ trụ chi bảo của ngươi quả nhiên lợi hại, ta căn bản không có lực lượng để phản kích được. Uy năng của vũ trụ chi bảo ta cũng đã chứng kiến rồi, như vậy cũng đã tới lúc cáo từ rồi. Kỳ Linh gào to một tiếng, sau đó lập tức hư không tiêu thất. Ở trong khu vực mà chín đại bí thuật và hình chiếu thế giới của mình bao phủ, Kỳ Linh biến mất không còn tung tích, khiến cho tiểu thánh này căn bản không có cách nào dò xét ra được. Cho dù có muốn đuổi theo thì cũng không biết nên đuổi về phương hướng nào. Đợi đến khi thân ảnh của Kỳ Linh hiện ra thì cũng đã đến bên ngoài cách đó trăm vạn dặm rồi. Tiểu thánh, không cần tiến đâu, Kỳ Linh cao giọng nói. Đuổi theo? Tiểu thánh không cam lòng, lập tức đuổi theo ở phía sau. Thế nhưng tốc độ của Kỳ Linh đã đạt tới gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, mà tiểu thánh mượn pháp bảo cũng có thể đạt tới tốc độ gấp trăm lần, cho nên tốc độ của hai người là giống như nhau. Mà Kỳ Linh lại có vô ảnh độn thuật, khi thì biến mất không còn tung tích, khiến cho tiểu thánh căn bản không nhìn thấy được bóng dáng của Kỳ Linh. Cả hai người một chạy một đuổi, đảo mắt đã trôi qua được hơn một ngày. Rõ ràng tiểu thánh đã không còn hy vọng nữa, thế nhưng hắn vẫn rất không cam lòng. Hắn khác với Kỳ Linh, Kỳ Linh cách đại nạn tuổi thọ còn rất là dài, rất là xa xôi, thế nhưng tiểu thánh đã rất gần rồi. Bởi vì hắn đã sống hơn 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên, cho nên hắn càng thêm khát vọng đối với động minh ngọc phù. Oanh! Trong lúc Kỳ Linh đang phi hành ở trên dãy núi tuyết liên miên không ngớt, bỗng nhiên có một cỗ khí tức vĩnh hằng mênh mông đột nhiên xuất hiện bao phủ chung quanh hắn. Sao? Cỗ khí tức này... Kỳ Linh và tiểu thánh đang đuổi theo ở phía sau đều ngây ngẩn cả người. Khí tức mênh mông mà bao la mờ mịt mà lại vĩnh hằng bất diệt. Ầm ầm. Ở trên không trung của dịch ba giới bắt đầu xuất hiện quang mang sáng lạn. Quang mang xuất hiện ở trên đầu Kỳ Linh, đồng thời cũng đang chậm rãi hàng lâm xuống phía dưới. Uy áp ẩn chứa bên trong đạo quang mang này càng không thể tưởng tượng nổi, khiến cho Kỳ Linh, tiểu thánh cũng cảm nhận được sự sợ hãi vô hình. Cỗ uy áp này rất là to lớn, so với chúa tể còn khổng lồ hơn rất nhiều. Vô số quang mang giống như chim sẻ tung tăng vần quanh ở khu vực chỗ Kỳ Linh đang đứng. Uy năng chí cao vô thượng hàng lâm. Sao? Đây là... Kỳ Linh và tiểu thánh ở phía xa nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Đạo chi bản nguyên của vũ trụ tất cả đều hàng lâm ư? Kỳ Linh lẩm bẩm nói. Lại có đạo quân hợp đạo thành công trở thành vĩnh hằng sao? Hợp đạo trở thành vĩnh hằng ư? Tiểu thánh ở phía xa xa cũng khó có thể tin tưởng được. Có đạo quân hợp đạo thành công ư? Lại có một vị vĩnh hằng đế quân sinh ra đời sao? Cho dù bọn hắn có nghịch thiên tới đâu đi chăng nữa, thế nhưng hy vọng hợp đạo cuối cùng vẫn rất là xa xôi. Hiện tại bọn hắn lại nhìn thấy được uy năng của đạo chi bản nguyên vũ trụ hàng lâm xuống đây, lúc này cũng lập tức hiểu ra nhất định là có vĩnh hằng đế quân mới được sinh ra đời. Hợp đạo thành công trở thành vĩnh hằng? Hợp đạo thành công sao? Là ai? Là ai hợp đạo thành công vậy? Vô số đạo quân trong toàn bộ dịch ba giới đều nhìn thấy được quang mang sáng lạn hàng lâm ở trên không dịch ba. Uy áp chí cao vô thượng kia hàng lâm khiến cho mỗi một người đều rung động. Mỗi một thời đại, người có thể trở thành vĩnh hằng đế quân cũng chỉ có mấy người thôi. Tiểu thánh nói. Không có nghĩ tới sau khi tới đây lại có được một người. Đúng vậy. Kỳ Linh cũng nhìn ra chung quanh. Không biết là vị đạo quân nào đột phá, đoán chừng đang sống ở trong chung quanh đây thôi.
uy năng của vũ trụ đạo chi bản nguyên hàng lâm. Khu vực hàng lâm bao phủ chính là một mảnh khu vực ở chung quanh, cho nên có lẽ vị vĩnh hằng đế quân mới tấn chức kia đang ở ngay gần chung quanh. Xoẹt. Lôi tinh công chủ ở phía xa xa cũng bay tới. Hắn luôn đi theo phía sau, giờ phút này cũng đã hiện thân ra. Nhìn như mộc mạc, lưng đeo một thanh khảm đao. Đây chính là Lôi tinh công chủ, khiến cho vô số tu hành giả trong Mang Nhai quốc kiêu ngạo. Đương nhiên, hiện nay vô số tu hành giả trong Mang Nhai quốc lại có thêm một đối tượng để kiêu ngạo, đó chính là Bắc Minh đạo quân. Lôi tinh. Kỳ Linh nở nụ cười nói. Bắc Minh. Lôi tinh công chủ cũng cười nói. Ha ha, ta còn chưa có chúc mừng ngươi. Hôm nay thực lực của ngươi đại tiến. Đại chuyện dịch ma giới lần này chấm dứt đi. Ngươi sẽ trở thành công chủ kiếm cung. Chức vụ công chủ của thập nhị cung trong Mang Nhai quốc đều là do người có thực lực mạnh nhất đảm đương. Hiện tại thực lực của Kỳ Linh đã vượt qua tất cả các đạo quân khác trong kiếm cung. Lực lượng của Mang Nhai quốc các ngươi quả thực là mạnh mẽ. Người đứng thứ hai, thứ ba đều ở trong Mang Nhai quốc cả. Tiểu Thánh ở một bên cười nói. Nếu như ngươi không có vũ trụ chi bảo, chỉ sợ lần này đã bị Bắc Minh vượt mặt rồi. Lê Tinh công chủ nói, sau đó lập tức nhìn về phía bốn phía. Chà chà, không nghĩ tới vĩnh hằng đế quân mới tấn chức lại ở trong cửu trọng cảnh của dịch ba giới. Người có thể ở trong cửu trọng cảnh cũng không phải là đạo quân bình thường. Xem ra lần này vĩnh hằng đế quân mới ra đời sẽ có thực lực rất mạnh đấy. Đúng vậy. Kiều Linh gật đầu. Đúng rồi, lần này vĩnh hằng đế quân không phải muốn giết là có thể giết được đâu. Tiểu Thánh cũng gật đầu. Tứ bộ đạo quân có thể chia làm 4 cấp độ. Cấp độ bình thường, cấp độ cực hạn như đám người Thanh Phong Thánh Chủ, Thiên Nhất đạo quân. Đẳng cấp thứ hai như đám người Khổng Tát, Mộc Hoa công chủ. Đỉnh phong nhất là chính đám người Tiểu Thánh, Kỳ Linh, Lê Tinh, Cửu Trần và Tuyết Hoan. Đám tứ bộ đạo quân này nếu như hợp đạo thành công trở thành vĩnh hằng đế quân, như vậy thực lực cũng sẽ tương đương với 4 cấp độ. Vĩnh hằng đế quân bình thường thuộc về loại yếu nhất, hầu như rất ít có thể gặp được, bởi vì hầu như bọn họ đều bị giết sạch hoặc là chạy trốn hết. Cấp độ cực hạn chính như là Tuyết Giám đế quân, Ma Lạc ba đại đế, bọn hắn cũng là tồn tại có số lượng nhiều nhất trong toàn bộ cương vực vô tận. Một khi đột phá vĩnh hằng đế quân, thực lực bọn họ sẽ tương đương với đạo quân đỉnh phong nhất, mà lại bởi vì sống lâu cho nên thủ đoạn bảo vệ tính mạng tích lũy được cũng có rất nhiều, cho nên nếu muốn giết chết bọn chúng cũng rất là khó khăn. Đẳng cấp thánh thành chi chủ, bát đại thánh thành chi chủ, hình thiếu lão tổ, đỉnh phong nhất chính là ba đại chúa tể. Vĩnh hằng đế quân còn có một ưu thế, cũng là bởi vì sống quá dài cho nên có thể tích góp được vô số bảo vật. Như đám người Kỳ Linh đối mặt với bát đại thánh thành chi chủ vậy, tựa như là đạo quân đẳng cấp thứ hai đối mặt với đạo quân đỉnh phong vậy. Vốn đã có chênh lệch rất lớn, cộng thêm vào đó bát đại thánh thành chi chủ đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng, cho nên loại bảo vật cùng loại với chúa tể đạo phù nhất định sẽ có, chỉ sợ còn có rất nhiều át chủ bài đáng sợ khác nữa, cho nên căn bản không có cách nào chiến đấu được với bọn họ. Ồ, Tiểu Thánh có chút nghi hoặc nhìn về bốn phía rồi nói, rốt cuộc là vị đế quân nào, sao lại còn chưa có đi ra? Cũng nên đi ra rồi chứ. Kỳ Linh và Lê Tinh công chủ nhìn qua chung quanh, bỗng nhiên sắc mặt Kỳ Linh lập tức thay đổi. Làm sao vậy? Lê Tinh, Tiểu Thánh đều chú ý tới vẻ mặt Kỳ Linh biến hóa. Vẻ mặt của Kỳ Linh có chút phức tạp, hắn không biết nên kinh hỉ hay là nên phẫn nộ đây. Hắn vung tay lên xoẹt một cái, bên trên dãy núi tuyết xuất hiện hai đạo thân ảnh, một đạo là Đại Mạc đạo quân, một người khác chính là Thiên Nhất đạo quân. Không, nếu nói đúng hẳn phải gọi là Thiên Nhất đế quân mới đúng. Thiên Nhất đế quân. Kỳ Linh mở miệng nói. Kỳ Linh. Thiên Nhất hiện tại vẫn giống như lúc trước kia, thế nhưng khí tức của hắn đã hoàn toàn khác xưa. Khí tức càng thêm mênh mông và rộng lớn, lại còn mang theo vĩnh hằng ý cảnh. Đạo của hắn đã đủ để tồn tại vĩnh hằng. Giờ phút này Thiên Nhất đế quân lập tức nói. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Sao? Ngươi đã dùng động minh ngọc phù rồi ư? Kỳ Linh hỏi. Đã dùng xong rồi. Thiên Nhất gật đầu. Bất quá... Dùng xong rồi sao? Tiểu Thánh ở bên cạnh ngắt lời của Thiên Nhất. Hắn nhìn qua Thiên Nhất nói. Người chính là Thiên Nhất đạo quân kia hay sao? Không nghĩ tới hai người Cửu Trần đạo quân và Bắc Minh đạo quân liều mạng như vậy là vì ngươi. Ta còn tưởng rằng động minh ngọc phù đang ở trên người một trong hai người bọn họ. Cuối cùng động minh ngọc phù lại ở trên người của ngươi. Thiên Nhất đạo quân dùng thủy hành bất tử chi thân để nổi danh. Lê Tinh công chủ nói. Đã trở thành vĩnh hằng đế quân, nhất định thủy hành bất tử thân của hắn lại càng thêm hoàn mỹ rồi.
sợ rằng cho dù là bắt đại thánh thành chi chủ, muốn giết hắn cũng rất khó khăn. Đám đạo quân chúng ta chắc càng không có một chút hy vọng nào. Thiên nhất đế quân, chúc mừng, có thể chính thức tiêu giao vĩnh cửu rồi. Sao? Là thiên nhất đạo quân đột phá ư? Là hắn sao? Tên này nổi danh khó chơi mà. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 219 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 220.